Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Trần TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận thêm video mới nhất nhé. Không ngoa khi nói chuyện Lỗ Tư Thành Nghị, Ích Thị là hai trong số những cái tên gặt hái được nhiều thành công nhất của điện ảnh Hoa ngữ 2020. Trong khi đàn gái nổi lên như một hiện tượng với Trần Thiên Thiên trong lời đồn, thì đàn trai cũng vụt sáng thành sao nhờ Liri Mỹ Nhân Sát. Giữa lúc Thành Nghị và Triệu Lộ Tư đều đang bận rộn với những dự án mới của mình thì trên mạng xã hội, dân tình lại truyền tay nhau thông tin cặp đôi sắp lên duyên trong Sân Nhật Yến, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Son. Ngay khi thông tin này được tung ra, nhiều người không khỏi mong chờ màn kết hợp của hai tuyệt đỉnh nhan sắc. Bên cạnh đó, không ít khán giả lại chẳng mấy hứng thú với tin đồn này và triệu hồi những gương mặt khác để đón gặp với thần tượng của mình. Còn ý kiến của bạn thì sao? Triệu Lộ Tư và Thành Nghị liệu có phải là một cặp đôi ăn ý? Hãy comment ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.